Công an Bến Tre phối hợp với Công an Tiền Giang kịp thời trấn áp, bắt giữ nhóm đối tượng mang theo vũ khí, hung khí nguy hiểm từ Bến Tre đi Tiền Giang để giải quyết mâu thuẫn với nhóm đối tượng ở Vĩnh Long. Khoảng 22 giờ ngày 28 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bến Tre phát hiện một nhóm gồm 31 đối tượng có địa chỉ thường trú trên địa bàn các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Hậu Giang đi trên 6 xe ô tô, loại 4 chỗ ngồi và 7 chỗ ngồi, từ tỉnh Bến Tre hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn với nhóm đối tượng ở tỉnh Vĩnh Long. Công an tỉnh Bến Tre đã chủ động phối hợp Công an tỉnh Tiền Giang triển khai các biện pháp công tác, đồng thời quy động lực lượng, phương tiện để kịp thời trấn áp, bắt giữ các đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tạm giữ 4 khẩu súng, 25 viên đạn, 1 quả nổ tự chế, 1 bình xịt hơi cay, 1 áo khoác lót chống đạn, 5 dao bấm, 2 túi ni lông chứa chất bột nghi là ma túy, 11 điện thoại di động, 6 xe ô tô và 1 giấy tờ có liên quan. Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn cá nhân với một nhóm đối tượng khác cư trú trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nên cả nhóm hẹn gặp để đánh nhau. Địa điểm hẹn gặp là một khu đất trống trên địa bàn phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên, trên đường di chuyển, các đối tượng đã bị lực lượng công an chốt chặn, bắt giữ. Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, Công an tỉnh Bến Tre đã chủ động phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang, kịp thời ngăn chặn được vụ hỗn chiến giữa hai nhóm đối tượng xảy ra tại Tiền Giang, tránh được những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.